Hello anh em, hôm nay anh mời anh em cùng với gia đình mình trải nghiệm một bữa ăn ngoài trời ở vùng quê chỗ nhà mới của gia đình mình ha. Rồi sáng nay mình thì mừng sinh nhật của Di Năm, Di Năm từ Atlanta qua chơi với gia đình mình cuối tuần này. Ra cho mũi cắn rồi chơi một bữa chứ. Anh em thấy ở phía sau này giống ở dưới quê miền Tây mình không? Có cây ở phía sau này chút xíu thì có cái sông nhỏ nhỏ, cái rạch nhỏ nhỏ để thoát nước mà ở đây có rất là nhiều cá. Rồi thấy mấy cái đứa mấy trẻ em Mỹ nó hay ghé đây nó câu lắm đây, cái chỗ này nè. Mà nước ở đây nó cũng khá là trong, họ rải cái thuốc gì thôi chẳng cho đừng có mấy coi cái rong á. Nhưng mà xa cá nó vẫn còn sống, cá rất là nhiều anh em. Xuống đi cao câu cũng được. Bữa nào mình lén lén mình thả mấy cá gì xuống câu mấy cá lóc cá trê gì. Mà thì mấy vịt trời hay là ngỗng á nó xuống đây cũng rất là nhiều anh em, nó xuống mà nhiều khi nó vô nhà gần nhà quá đó nó cũng hơi dơ, nhiều khi nó ị nó ăn cỏ nó ị cũng nhiều lắm đó. Thì anh em thấy giống mình không, giống nhà quê giống miền Tây mình, biết sao trống trống rồi gió lồng lộng rồi này kia sông nước ha. Bữa nào mà thằng nào hớt tóc vậy? Ê, tăng đầu nha, mở hớt tóc nha, rồi trưa làm tăng. Ra chỉ huy mấy người đó coi má, coi có làm được không? Nào lấy cây quất. Nào lấy không được cái quất. Ăn thử chưa, ăn thử mấy cái đồ chấm chấm này nè. Ăn rau đỡ. Cầm đó hả? Mà phải chấm nhiều nước ăn đỡ ngán. Còn rụm. Thực ra cũng hay gì đâu anh em. Mấy cái này đi vô chợ thấy người ta bán, người ta làm sẵn vậy nè. Cái mình mua về mình ghim. Tại vì mình mua của họ là ghim sẵn. Còn đáng lẽ giống như kiểu Việt Nam mình thì ăn, kiểu ngồi ăn chơi thì bánh mì với lại mấy cái giống như thịt nguội này nọ. Mà mình không có gần chợ Việt Nam lắm cho nên mình phải đi mua mấy cái cây rau cần này kia đó ăn đỡ. Nhưng mà cũng khá là ngon anh em. Mình là chỉ muỗng đĩa chứ đâu có đũa ha. Dạ dạ, ăn gì cũng được mà chắc cái này là chủ yếu là bóc là nhiều hơn. Dĩa giấy thì em rồi nè. Sao anh hai? Còn bây giờ mình quay vô trong nhà để có mấy người bạn này đi làm về nấu được món gì rồi. Không biết nè, em có theo dõi nè. Chủ tao hỏi hả, nói gì đó băng thanh. Chừng nào con trở về trường? À, yêu. Giờ mai. Buổi sáng hay buổi tối? À, tối. Buổi tối, vậy mình đi ăn sao cô đó? Trưa hả? Đi đâu? Đi sáng yêu. Hay school baby. Đi đến rồi đó đi. Má thử ra. Mở đèn lên. How do you go? You found your car? Ngày nào cô Phan nấu mà gió về ổng nói chứ gió nó theo mấy người đẹp trai không. Ổng đứng đâu là gió rau á, còn rau chưa nữa. Yeah, we have rice. Cái cà bóp của mình làm gì không? Em ăn không được rồi đó. Heo, you on camera. Ngon quá. Tại vì it's that because you on camera that's why you say ngon quá hiểu. Ai bỏ đẻ. Con đứng.
mà ngon. Cái nước của tụi Dung mua hồi xưa, cái nước barbecue Korean barbecue. Mình có cần đem cái bánh ra cho dì Năm thổi không? Có cái bánh cho dì Năm thổi mà. Chỉ Huy coi hả? Mấy người làm coi bộ không được nè, chỉ Huy coi. Làm gì cũng được mà. Nói xong bỏ miệng mà. Ăn nhiều bỏ miệng luôn. Cái này cho nó hết. Ta luôn cho. Nãy giờ chưa có rau. Rau bỏ nè. Rau mà ăn rau không hả? Đúng rồi, phải có rau, có thịt chứ. Rau đây. Rau đây nguyên một. Có rau kia kìa. Rau Ủa sao ba ngồi đó con mình vậy? tính nhắn tin Hải là kêu đem cái bánh hộp bánh trung thu qua đây ăn cho vui chứ bển đâu có ai ăn. Bánh gì trung thu quá. Trung thu hả? Ờ. Hết rồi. Chứ bà. Ăn gì dữ vậy? Chị này nói bị chế rồi. Hộp mà ăn dữ vậy trời. Ăn nước trà tối nữa. Có tao nướng nè. Cái nào heo đâu? Heo dĩa ngoài á. Có dĩa ngoài. Heo là bò. Này heo nữa. Heo. Chắc chín hết à? Mấy cái này nè. Dạ. Ờ cái đó. Mấy cái rau cải thì chưa lên ha. Ờ đúng rồi, mấy cái đó đang sống cũng được. Tại vì cũng không có để chung với đồ sống. Lấy cho ba miếng potato salad á, trong cái hộp á. Không, trong potato salad á, chỗ trước Hiếu. Yeah. Maybe Papa will want some. Nguyên chắc chín à. Nguyên chắc chín rồi. Cái rau ngọt. Không cần chín đâu. Cái rau này hơi héo rồi, ngon à. Chết tôm rớt. Đúng ba. Đói bụng quá. Cứ bốc ăn nè, ăn bốc thôi, chơi ăn bốc à. Bên kia chưa qua tới kìa. Kéo ra vậy hả, tưởng bóc từ heo nữa không?
bọt thịt nữa không? Cũng được mà. Tôm cũng thấm lắm á Quyên, mà sao mà chê Quyên? Đâu có nhầm con hay sao á? Ăn thử con nữa coi. Cặp sườn nha. Ừ. Ủa Hải đâu không cặp Hải? Dạ có đi, cặp anh cái. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn em cùng với gia đình mình ăn tối ở ngoài phía sau nhà, ở ngoài quê ha, ở Mỹ, cũng giống như mừng sinh nhật của dì Năm mình. Rồi hẹn gặp lại mấy anh em trong mấy video sau.